Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò review bán cặp bò cho đứa em. Cặp bò sim lùn. Bò lối pha lai sim lùn rất là đẹp. Con 30 cái. Vừa dắt ra nhảy phi vào. Con là được 3 tháng. Con mẹ là lấy giống được hơn 1 tháng. Dòng này đẻ 51. Lối rất là đẹp. Chân móng này. Rất là ok. Quay đầu. Quay lưng này. Dòng này các bác nuôi thì sự rất là dễ chăm, dòng pha lai sim lùn. Con sữa rất là mát. Con 3 tháng. 3 tháng con mẹ lại lấy giống được hơn tháng. Rất đẹp luôn. Con nhìn bầu sữa này. Rất là ok. Sự cặp bò này nuôi rất là dễ chăm vì nó thuộc dòng sim lùn, đẻ 2 lứa. Nuôi rất là đẹp. Đây đang có bầu lứa thứ 3. Bò rất là đẹp luôn. Con là giá là 51 triệu. Bò rất là đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu thì điện trực tiếp cho em. Sự dòng này các bác nuôi thì rất là dễ chăm. Em quay chi tiết cho các bác từ chân móng. Sữa này. Rất là ok. Quá đẹp luôn. Đây, các bác nhìn. Mẹ và con. Dòng này thực sự là em thấy là rất là dễ nuôi. Đẻ sinh sản là 51. Nên các bác rất là yên tâm dòng này. Rất là ok. Bác nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em. Giá là 51 triệu. Bò rất là ok nha. Thật sự các bác mà đi mua để tìm được con mò lái chuẩn như này cũng rất là hiếm. Review các bác xem tổng thể. Trước sau đều ok nhé. Còn rất mập luôn. Dòng này từ lông áo những các thứ đều rất là đẹp. Lông chuột mượt tít luôn. Quang khuấy chuẩn, không lỗi vết. Các em nó có nhu cầu muốn bán cho nên là nhờ em review giúp. Bác nào có nhu cầu mua dòng này thì điện thoại trực tiếp cho em nhé. Đấy, hàng rất là ok. Dòng này thực sự các bác nuôi thì khỏi phải nghĩ luôn. Kể cả đẻ và nước sữa rất là chuẩn. Bố mẹ lấy giống được hơn tháng rồi nhé. Rất là ok. Yếm dài từ dưới đằng sau lên trước này. Rất là ok nha các bác. Rồi.
này nuôi thì thực sự nó hay ăn, dễ chăm sóc. Chào các bác.